Các nhà làm phim của Hollywood luôn là những bậc thầy trong việc tạo nên các cảnh phim hành động khoa học điên rồ nhất. Tông xe vào một bồn chứa đầy chất độc khiến cả cơ thể bị biến dạng khủng khiếp. Hay té vào một bồn nước đầy những con lươn điện vài ngàn vôn để có được một siêu năng lực như siêu ác nhân Electro trong Spider-Man. Các nhà làm phim bậc thầy đã tái hiện những cảnh phim đầy chân thật và cảm xúc. Vậy có bao giờ bạn từng nghĩ, axit trong dạ dày của con người là một dung dịch rất thú vị? Nó có độ pH khá thấp, chỉ từ 1,5 đến 3,5 trong thang đo độ pH, đồng nghĩa với khả năng ăn mòn tương đối cao, nhưng lại có thể ở bên trong cơ thể con người mà không gây ra bất cứ sự đau đớn nào. Vậy nếu xuất hiện cảnh tượng một người rơi vào một bể bơi chứa đầy axit dạ dày sẽ như thế nào? Liệu người đó có còn được an toàn tính mạng hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua video của ngày hôm nay. Sẽ ra sao nếu rơi vào một bể bơi đầy axit dạ dày? Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Axit trong các bình Aquioto mà chúng ta thấy hàng ngày có độ pH khoảng từ 1,25 đến 1,7, có khả năng làm tan chảy cả sắt thép. Vậy, axit trong dạ dày của chúng ta chỉ yếu hơn loại axit aqua một chút mà thôi. Nhưng thật kỳ lạ, khi cơ thể chúng ta có thể chứa dung dịch này mà không bị bất kỳ thương tổn gì. Và hơn thế nữa, loại dung dịch này còn cực kỳ hữu dụng đối với cơ thể của chúng ta. Nó có thể giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn hàng ngày. Bất kể bạn ăn loại thức ăn gì, ăn số lượng bao nhiêu, chỉ cần nó ngon và bạn có một cái dạ dày khỏe với lượng axit vừa đủ, bạn có thể yên tâm tận hưởng những món ăn ngon nhất quả đất này mà không sợ bị chứng không tiêu khó chịu hay những cơn đau dạ dày hành hạ. Vậy, câu hỏi đặt ra là, axit trong dạ dày có nguy hiểm không? Và tại sao nó mạnh mẽ thế này mà không hề gây tổn thương đến cho chúng ta? Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu axit dạ dày là gì và nó mạnh mẽ như thế nào. Nó được so sánh với axit trong các bình ắc quy công nghiệp về mức độ thiệt hại mà nó có thể gây ra. Để có thể dễ hiểu hơn, ta có thể nhìn vào bảng đo độ pH của các loại dung dịch chất lỏng. Thang đo này nằm trong khoảng 0 đến 14, số càng nhỏ thì độ pH càng thấp, tính axit càng cao. Nếu nước là một dạng chất lỏng trung tính có độ pH là 7, thì các axit trong các bình ắc quy có độ pH là khoảng từ 1,2 như đã nêu trên, là một dạng axit mạnh khi có thể làm tan chảy các loại kim loại như sắt thép. Axit trong dạ dày chúng ta dao động từ mức độ 1,5 đến 3,5, có nghĩa cũng là một loại axit mạnh, hoàn toàn có khả năng gây tổn hại đến các loại vật chất rắn như xương và răng. Thành phần chủ yếu của axit dạ dày là axit chlorhydric, một chất có tính ăn mòn cao. Ngoài ra còn có một số enzyme giúp tiêu hóa các loại protein đơn giản. Vậy, tại sao chúng có thể ở bên trong dạ dày mà không gây thương tổn nào? Lý do axit có thể tồn tại trong cơ thể chúng ta là có một lớp màng nhầy đặc biệt bao phủ khắp thành dạ dày. Lớp nhầy đặc biệt này bao phủ biểu mô của dạ dày dưới dạng một lớp gel dày hơn 1mm, được một loại tế bào gọi là tế bào tiết nhầy bề mặt tiết ra, cung cấp lớp vỏ bảo vệ quan trọng cho thành dạ dày, ngăn không cho axit phá hủy dạ dày của chúng ta. Các chất nhầy này còn góp phần cho sự vận chuyển thức ăn được dễ dàng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta để loại axit này tiếp xúc với làn da của mình? Và nếu có một bồn axit dạ dày đủ lớn để một người có thể nhảy vào, thì cảnh tượng sẽ như thế nào? Trước hết, việc cần làm là tìm ra đủ axit để lấp đầy một bể bơi có kích thước trung bình là 6x6x1,5, thì cần trung bình khoảng 54.000 lít axit. Một người trưởng thành bình thường, trung bình sản xuất ra khoảng 1,5 lít axit một ngày. Vậy để có đủ lượng axit cần thiết, ta cần tới dạ dày của hơn 36.000 người. Được rồi, chúng ta đã tìm thấy đủ 36.000 tình nguyện viên giúp chúng ta làm cái hồ bơi axit này. Đầu tiên, trước khi nhảy tỏm vào nó, bạn sẽ ngửi thấy một mùi vô cùng khủng khiếp. Có bao giờ bạn tự thấy hơi thở của mình có vấn đề, gây ra một mùi khó chịu? Tất cả nguyên nhân đều do dạ dày của bạn dư quá nhiều axit. Có thể bạn không cảm thấy gì, nhưng người đối diện sẽ thấy rất kinh khủng. Tưởng tượng nhé, sự kinh khủng ấy sẽ khuếch đại lên 36.000 lần. Người chuẩn bị nhảy vào sẽ bị một mùi hôi miệng khủng khiếp vây kín. Đó không phải là khó khăn duy nhất. Khi bạn lao vào bể bơi này, mũi và mắt của bạn sẽ có cảm giác đau nhức. Có bao giờ bạn bị chanh bắn vào mắt chưa? Cảm giác sẽ giống y như vậy, mà nước chanh chỉ có độ pH khoảng 3 mà thôi, là axit nhẹ hơn rồi đấy. Nếu bạn mang đồ bảo hộ cho phần mũi và mắt, thì axit sẽ bắt đầu tấn công những phần da mà bạn tiếp xúc. Nhưng may mắn là, lớp biểu bì ngoài da của bạn cũng khá kỳ diệu, nó sẽ bảo vệ cơ thể trước khi bị tổn thương quá nặng. Nếu bạn nhảy vào hồ bơi này và ra ngay lập tức, bạn sẽ hoàn toàn bình yên. Tình huống xấu nhất chỉ là da bạn bị kích ứng nhẹ. Miễn là bạn rửa sạch bằng xà phòng, nước và lau khô bằng khăn, bạn sẽ ổn. Còn nếu ở trong hồ bơi này lâu hơn, axit từ từ ăn mòn da và tấn công vào cơ thể. Kết quả là cơ thể có thể bị phỏng ở độ 2 hoặc độ 3. Còn nếu bạn bơi mà không hề có đồ bảo hộ mắt và mũi, thì mắt sẽ dần dần bị mờ và dẫn đến mù lòa. Mũi của bạn sẽ bị tan chảy giống như thế này. Nếu vô tình bạn bị sặc và nuốt phải một vài ngụm, bạn sẽ bị nôn ra ngay lập tức. Với những nguy hiểm như thế, chắc chắn chúng ta vẫn nên để yên cho axit dạ dày ở đúng nơi của nó.
Nó sẽ giúp bạn tiêu hóa thức ăn, tránh được các chứng đau bao tử mãn tính. Axit dạ dày là một dung dịch quan trọng vô cùng trong đời sống sinh hoạt của con người. Sự mất cân bằng của nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của chúng ta. Nếu dư axit thì dễ mắc các bệnh lý nghiêm trọng liên quan đến dạ dày như ở chua, đắng miệng, đau hay viêm loét dạ dày. Để lâu sẽ dẫn đến tình trạng xuất huyết bao tử rất hay thường gặp, rất nghiêm trọng. Còn nếu axit trong dạ dày yếu đi thì sẽ giảm khả năng của tiêu hóa, làm cho chúng ta dễ mắc các bệnh đầy hơi, khó tiêu. Nghiêm trọng hơn là còn tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn có hại phát triển, dễ gây ra bệnh ung thư. Vì thế, việc giữ gìn và cân bằng độ pH của axit dạ dày sẽ góp phần cho cuộc sống của chúng ta luôn thoải mái. Ăn uống sẽ là một niềm vui bất tận trong cuộc sống mà không lo sợ bất cứ sự bất cập nào. Cơ thể con người rất thú vị và vẫn còn nhiều bí ẩn đối với sự hiểu biết của chúng ta. Thậm chí, theo văn hóa phương Đông, cơ thể con người còn được ví von như một tiểu vũ trụ thu nhỏ với nhiều nét tương đồng đáng kinh ngạc. Trong tương lai có lẽ sẽ còn nhiều khám phá bất ngờ hơn về cơ thể của chính chúng ta. Bạn có thích video này không? Nếu thích hãy ủng hộ mình một like, một subscribe để đón xem các video mới nhất của mình. Xin cảm ơn vì đã theo dõi video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.